màu vàng ha các bạn. Bơm này mình mặc cái quần sọ hoặc là quần quần ống rộng các bạn cũng như thế. Có cái hình quai dâm nè mình thích quá mình mua nè. Rồi tiếp theo là đồ của ông xã mình. Đồ ông xã mình không cho mua mà mình cũng lấy mình mua luôn. Cái quần lỡ cho ông xã mình nữa. Rồi tới mình mua cái là cũng là đơn giản thôi nhưng mà mặc như vậy nó thoải mái nè các bạn. Giải mềm các bạn, mình có thể đóng thùng hoặc là các bạn để ở ngoài với mặc cái quần ôm. Cái dạng của cái áo này nó bầu bầu mà giải nó mềm mặc có dép các bạn. Rồi thêm một áo cổ lọ, mình có 2-3 cái rồi mà mình thích quá mình mua thêm một vào nữa là mình không có. Qua tới quần jean mình mua thêm mấy cái quần jean nữa. Quần jean này á mình mặc đi chơi xong rồi mình dùng nó mình mặc đi làm luôn các bạn, tại vì những cái kiểu đơn giản mình không có mua đắt rách mà không có mua màu nó khó đi làm á, cái màu nó lạ là đi làm được. Nên là mình ráng mình mua mình để ý để mình sử dụng để mình đi làm luôn. Còn đây là cái áo cho con gái mình, cái áo giống như áo khỉ bằng jean các bạn, sau có hình là con chuột. Đơn giản
mình mua cho con mình thêm mấy cái áo nữa. Màu vàng. Cái áo này mùa này lạnh lắm nhưng mà mình thấy dễ thương quá mình mua luôn. Oh.